Rồi chúng ta tiếp tục câu số 7. Thế thì khi các bạn quan sát cái câu số 7 này thì sẽ nhiều bạn cảm thấy là rối ngay, bởi vì nhìn cái hình thức đề nó làm cho các bạn cảm thấy là lúng túng. À, tất nhiên rồi, ai ai một khi mà nhìn vào cái hình thức đề thì với cái hình thức như thế này thì cũng sẽ có đôi đôi phút là lúng túng ngay ngay lúc đầu thôi. À, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ một chút xíu á, chúng ta sẽ thấy nó có cái vấn đề như sau. Thứ nhất á là cái người ta hỏi các bạn là gì? Hỏi số điểm cực trị. Vậy thì cái phương pháp để tìm ra được số điểm cực trị của một hàm số á, thì có nhiều cách. Trong đó có hai cách mà thông dụng nhất. Một là các bạn phải lập được cái bảng biến thiên của cái hàm số đó. Đúng không? Nhưng mà cách này thì nó sẽ khả dụng khi mà cái hàm của mình nó đơn giản. Và cái cách thứ hai là các bạn đếm đếm số nghiệm bội lẻ của y phẩy. Được chưa? Đó. Tất nhiên là ở đây ta thống nhất với nhau là trong trường hợp ta đếm cái số điểm cực trị này là hàm số của mình là luôn luôn có đạo hàm tại mỗi điểm ha. Được chưa? Đấy. Còn trong những có những cái trường hợp mà hàm số không tồn tại đạo hàm tại một số điểm thì cái đó ta không không có xét tới. Nhìn chung thì sẽ có hai cái cách làm mà hay dùng nhất là như thế. Vậy thì đối với cái cách làm thứ hai á, nó sẽ phát huy tác dụng khi nào? Khi mà cái số nghiệm của phương trình y phẩy bằng không á, nó tương đối nhiều, hoặc là nó cồng kềnh, hoặc là các bạn khó lọc được cái bảng biến thiên. Được chưa? Mỗi cách nó có cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Ví dụ khi các bạn lập bảng biến thiên á, thì ưu điểm của nó ai cũng thấy được, đó là các bạn nhìn rõ cái bộ mặt của nó. Được không? Ví dụ như là bây giờ các bạn cái cách là bảng biến thiên này nó cũng giống như là các bạn muốn gặp mặt trực tiếp thầy Linh vậy đó, để coi coi thầy Linh có đẹp trai hay không, rồi như thế nào các kiểu. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ trong tình hình như thế này nó không có gặp mặt được thầy Linh, thì bây giờ các bạn chỉ nghe được cái giọng nói của thầy Linh ở đây, đếm số nghiệm bội lẻ thôi. Được chưa? Thì có hai cái cách là như thế. Vậy thì trong bài này ta sẽ sử dụng cái cách thứ hai, nó sẽ gọn hơn. Tại vì người ta đâu có hỏi là cái chiều biến thiên của nó đâu. Chừng nào hỏi chiều biến thiên thì các bạn bắt buộc phải lập bảng biến thiên. Còn này nó hỏi số điểm cực trị thôi, thì các bạn chỉ việc là đi tìm ra coi nó có bao nhiêu nghiệm bội lẻ là được. Được chưa? Như vậy thì bây giờ ta có cái F phẩy như vậy đúng không? Vậy bây giờ ta cho F phẩy bằng không. Thì có ba trường hợp xảy ra như sau. Thứ nhất, đó là x bình phương trừ x trừ 2 bằng không. Thứ hai, đó là x mũ 3 trừ 6x bình phương cộng 11x trừ cho 6 bằng 0. Và trường hợp thứ ba, đó là gx bằng 0. Rồi, bây giờ ta cứ giải từng phương trình một. Chắc là ta đánh dấu phương trình 1 và phương trình 2 đi, phương trình 3. Đánh dấu từng từng cái anh á, anh giải cho nó dễ. Rồi, bây giờ anh 1. Anh một thì này chắc là ai cũng phải làm được ha. Không làm được thì cũng phải biết bấm máy ha. Hai và trừ một. Tuy nhiên đối với phương trình số 2 á, thì nhiều bạn sẽ cảm thấy lúng túng ngay. Ta sẽ bấm thử. Phương trình số 2. 1 trừ 6. 11 và trừ 6. Ta ra được, à, con bài này dễ thở nha. Ba nghiệm là 1, 3 với lại 2. Số đẹp đấy. X bằng 1, x bằng 2 với lại x bằng 3. À, tại sao là trong cái phương trình 2 này đôi lúc là các bạn sẽ gặp một cái tình huống khó làm. Nó là vì sẽ có lúc cái phương trình số 2 nè các bạn không có ra ba nghiệm đâu, các bạn ra có hai nghiệm thôi.
Thì khi đó các bạn sẽ thắc mắc, ủa cái máy tính mình đã bị hư hay là cái gì đấy, một phương trình bậc ba nó phải ra ba nghiệm chứ sao sao tự nhiên nó ra hai nghiệm là cái gì kỳ vậy? Thì câu trả lời là khi đó là phương trình bậc ba của mình nó sẽ có một nghiệm gọi là nghiệm kép ha, thì khi đó nó sẽ khó khó làm hơn. Còn trong tình huống này thì ba nghiệm này đều là nghiệm đơn hết, cho nên nó giải. Được chưa? Rồi bây giờ ta xét tiếp cái phương trình số 3. Phương trình số 3. Bây giờ khi người ta cho đồ thị của Fx, vậy thì xin lỗi, người ta cho đồ thị của Gx như hình vẽ. Thế thì Gx bằng 0 là các bạn lấy những cái hoành độ giao điểm của Gx với lại trục hoành đúng không? Đây có bốn anh chàng này. X bằng trừ 1, x bằng 0, x bằng 1, x bằng 2. Tuy nhiên bây giờ ta bắt đầu kiểm tra về cái việc nghiệm đơn với là nghiệm kép của từng phương trình. Anh này đơn, mình sẽ viết tắt là chữ đờ đi ha, đờ là đơn ha, cho nó dễ dàng. Rồi cả ba anh này đều là đơn trong cái phương trình số 2. Còn đối với phương trình số 3 thì vì khi x bằng trừ 1 á, đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành, cho nên là trường hợp này là nghiệm kép. Còn với ba anh còn lại đều có đổi dấu qua hết, cho nên là ba anh còn lại là đơn. Thì cái việc đơn và kép ở đây á, ta đang xét riêng của từng từng phương trình. Thế thì bây giờ ta bắt đầu chốt lại nè, chốt lại. Chốt. Cái phương trình f phẩy x bằng 0 á, nó sẽ có các nghiệm như sau. Bây giờ ta lấy hết tất cả các nghiệm coi. Đầu tiên là x bằng trừ 1 là đúng không? Tiếp theo là x bằng 0 đúng không? Tiếp theo là x bằng 1. Tiếp theo là x bằng 2. Tiếp theo là x bằng bằng 3. Rồi, bây giờ ta sẽ kiểm tra cái nghiệm bội của nó. Coi coi từng anh này là nghiệm bội mấy. Bây giờ ta coi coi anh trừ 1 nè. Anh trừ 1 là cái đầu tiên là anh này là đơn là bội một nè, thêm một lần nữa nhưng mà lần này nó ảnh là nghiệm kép, nghiệm kép là nghiệm bội hai, nghiệm bội hai thêm một lần bội một nữa là nghiệm bội ba, được chưa? Bội ba là bội lẻ đó. Tiếp tục x bằng không thì ta thấy nó chỉ lặp lại một lần và nghiệm không này là nghiệm đơn, cho nên anh này là bội một. Tiếp tục x bằng một á thì nó lặp lại hai lần và mỗi lần đều là nghiệm đơn, thì đơn cộng với đơn nó sẽ ra nghiệm kép là bội hai. Tiếp tục với x bằng hai, bây giờ ta ngồi đếm, nghiệm x bằng hai nó lặp lại ba lần, mỗi lần lặp lại đều là nghiệm đơn, ba lần đơn nó sẽ ra được nghiệm nghiệm bội ba. Tiếp tục với x bằng ba thì nó chỉ lặp lại đúng một lần thôi và nghiệm này đó là nghiệm nghiệm đơn, như vậy là nghiệm bội 1. Được chưa? Vậy thì bây giờ ta kiểm tra xem trong những nghiệm này chỉ có đúng cái anh chàng này là nghiệm bội chẵn thôi. Đúng chưa? Còn bốn anh còn lại đều là nghiệm bội lẻ hết, như vậy có 4 điểm cực trị và chọn câu C. Yeah.